hèn. Ngon. Đều béo béo. Đều béo béo. Ngon nha. Ôi chị. Rất là ngon nha. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với S Channel. Ok, và đây là đại chiến thức uống theo mùa. Giờ nói này lại cảm giác nó hồi ức quá ha. Tại thật ra cái số này tụi mình quay rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay, ngay cái ngày mà chuẩn bị up clip lên, gần edit, thì mới thấy là có một cái món nước uống theo mùa đang rất là hot. Đó chính là trà vải dăm. Và đây là vải thiều lục ngạn. Và của Phúc Long. Mọi người có biết là cái ly này nó hot tới cái mức mà 11 giờ đặt là hết hàng. Cứ 11 giờ là hết hàng. Phúc Long thì cũng nổi tiếng với các loại trà vải rồi. Đấy, hai ly. Đây nè. Đây, hai ly. Ôi, sao cái vải nó ngọt dữ vậy? Ừ, vải ngọt. Tại vì á, cái vải mọi người nó rất là ngọt. Nhưng mà cái nước uống thì nó lại có hai thứ nữa là nó hơi chua 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 ấy. Nói chung là nó hòa lại với nhau á. Cái vải là vải tươi á mọi người. Vải tươi. Mọi người hiểu kiểu nó mọng nước nó cắn nhau một cái nó chạy chạy nó chạy. Nó tứa ra khắp cái khuôn khoang miệng của mình. Rồi, chỗ nào mình tứa mình bớt tứa lại, mình bớt tứa lại. Chị em nhớ là thường những cái loại trà vải là sẽ xài những cái vải đóng hộp đúng không? Đóng lon đúng không? Nên là nó sẽ hơi bị đây có rồi. Top hơn. Có hồi chồng uống nu vờ. Cái này là trong ly hồng trà vải nè mọi người, thì cái trà vải là như thế này. Còn so với cái trái vải tươi dầm ấy, đây thì đúng kiểu là vải tươi không có vải tươi là gì hết. Nhưng mà vải đóng hộp mọi người coi đi, nó trắng bóc hả? Ừ. Dĩ nhiên là cái vải tươi này nó ngon hơn luôn á. Mình là một người đạo vải, mọi người mua nên mua vải nữa. Mà ăn vải nhiều thì dễ bị nổi mụn mọi người, mặc dù nó ngon thiệt. Nhưng mà cái vải ngâm mấy cái vải ở trong những cái vải truyền thống trước giờ của Phúc Long thì kiểu nó hơi bị sọt rồi, nó mất đi cái độ tươi rồi. Đúng rồi, nó không có còn tứa nước nữa. Mình nghe trà vải dầm là mình sẽ nghĩ là cái ly này nó sẽ rất là vải. Là vải không luôn. Là bình thường trà vải á, Phúc Long sử dụng sẽ là trà xanh hoặc là trà đen tùy mọi người muốn. Nhưng mà riêng cái loại này thì là hibiscus, hình như nó có trộn thêm một loại trà truyền thống nữa nên là cái vị nó cũng sẽ chua và vẫn giữ được cái mùi kiểu mùi hơi nồng nồng của trà Phúc Long á, mùi đặc trưng á mọi người. Nhưng mà cái này là các bạn sẽ không có để đá riêng được, nhưng mà bắt buộc các bạn là phải để đá chung, bởi vì nhân viên sẽ lắc đó mọi người. Để lắc gì nè. Thật ra em nghĩ là người ta lắc vậy để cho người ta có đá, người ta giữ được cái độ lạnh của cái trái vải trong nước á, thì trái vải nó sẽ luôn tươi. Tại nó là vải tươi chứ không phải là vải ngâm. Nên là thật ra là mọi người mua thì mọi người dùng liền sẽ ngon nhất. Thôi biết luôn, biết dễ sợ luôn. Gì luôn. Ok, và đây trà vải dầm của Phúc Long có thể gọi là một loại thức uống theo mùa hiện tại ở Phúc Long, bởi vì đang là mùa vải mọi người. Và các bạn cũng có thể tới Phúc Long để mà mua thử một ly nước như thế này uống, cũng như là chúng ta sẽ ủng hộ cho vải thiều lục ngạn của nông dân Việt Nam. Và mình cảm thấy rất ok với mức giá 1.000 thôi khi các bạn mua đơn 94.000. Ok, còn bây giờ thì chúng ta quay trở về. Chúng ta sẽ kết nối với Nam Khánh, Minh Thư và Thanh Hằng ở vài tháng trước cả. Alo, quay ngược thời gian. Hôm nay chúng ta có Starbucks, The Coffee House, Cheese Coffee, Cộng Cà Phê và Phúc Long. Cái này là thông tin của Hằng nghĩ ra. Và tại sao em lại nghĩ ra thông tin này hả? Tại vì á, khi mà em tới những quán cà phê mà mình yêu thích là ở trước quầy order thì mọi người sẽ trưng ra những cái hình món thức uống mới mà mọi người muốn bán cho khách hàng. Những món đó có thể là những món mới sáng tạo ra hoặc là phù hợp với mùa đó. Nên là mỗi brand sẽ có những cái thức uống mới khác nhau mà nó sẽ không nằm trong menu thường xuyên mà mọi người thấy. Nên là em nghĩ là mọi người cũng sẽ muốn có một cái nhìn khách quan về những loại nước mới ra của những brand khá nổi tiếng này. Đầu tiên, hãy thử cái brand mắc tiền nhất, Starbucks. Hai cái này là thuộc bộ sưu tập dứa của Starbucks. Nó cũng là dứa luôn, nhưng mà nó là trà sữa Coco Golden. Nói chung trong đây là sẽ có trà, có cacao và nói chung là bà lạc. Và trong tất cả các brand này thì mọi người biết là Starbucks là một cái thương hiệu mà khá là nổi tiếng về thức uống theo mùa ấy. Rất là dứa. Cái frappe của em rất là ngon nha. Mùi dứa rất là thơm. Nó ngọt vừa phải mọi người. Trong này là chắc là có thêm vanilla, sữa tươi với lại dứa. Đúng, dứa. Dứa là thành phần quan trọng nhất. Ngon. Cái ly này ngon đặc sắc luôn. Ừ, rất là ngon. Cái này có kem ở trên nữa. Rồi, về ly này thì mình cảm thấy khá là ngon và dễ uống nên các bạn có thể order loại nước để uống. Ngon, yeah. Thơm, béo. Đúng. Vừa phải. Đủ các tiêu chí để mọi người có thể order một ly nước này. Rất thích hợp với mùa hè. Rồi. Cái này. Người em Ô Long. Người đây em cùng cha khác mẹ. Tôi cùng cha khác mẹ của bạn này thì nó sẽ hơi nó trà. Nó hơi nhạt quá, không có vị gì. Nó đậm đậm. Mình nghĩ trà với dứa là một cái sự kết hợp nó khá là khó ăn khớp với nhau á. Nên là cái này thì nó cái này là coca không, cacao. Nhưng mà hình như đây là loại trà sữa của Starbucks nha mọi người. Cái này là trà sữa ấy. Nghe có nghe mùi trà trong đây. Ừ, nhưng mà chị lại cảm thấy nó không có là đặc sắc. Lại một cái sự kết hợp giữa trà và cacao, đây là một cái sự kết hợp nó hơi mắc cười nữa, giống như trà với dứa vậy mọi người.
thì mình nghĩ là những cái quyết định của Starbucks với những loại trà nó hơi nó không có vô lắm một chút. Không, nhưng mà có lẽ là tại vì khẩu vị của mình là những người thích uống đồ béo đồ ngọt, nên khi chuyển qua uống trà mình sẽ có những cái sự khen hơn xíu. Nhưng mà với những bạn nào mà thích cái sự thanh lọc các kiểu thì có thể order, nhưng mà riêng về tụi mình thì vẫn thích nhất là cái loại nước uống này. Dạ, thức uống đá xay nha mọi người, Frappuccino rất thích hợp với mùa này. Đây mùa hè thì muốn uống một cái ly mà sữa dứa xay như vậy thì rất là fresh. Hoa hậu. Hoa hậu là Frappuccino. Á hậu một. Cái này ao tớp luôn. Này ao tớp luôn. Bây giờ tụi mình sẽ tiếp theo đến với một loại nước nữa, đó chính là Cổng Cà Phê, một thương hiệu vô cùng Việt Nam, không thể nào Việt Nam hơn được nữa. Và hôm nay thương hiệu này đã quyết định cho ra một dòng sản phẩm với một nguyên liệu rất đặc sắc. Sầu riêng. Mọi người không có trong studio, nếu mà mọi người ở trong studio mọi người sẽ nghe cái mùi sầu riêng nó bao phủ cái không gian này luôn mọi người. Đây là món trà đào sầu riêng. Nghe trà đào và sầu riêng, vừa đào vừa sầu riêng nó sẽ ra sao? Thật ra lúc mà chị Thư kêu cái món này mọi người mình sợ lắm nha, mình xoa cái bụng mình nói là thôi không sao đâu, ráng nha. Đào mà cộng với sầu riêng, rồi với trà, rồi với sữa. Hơi hồi hộp một xíu. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Đây trân châu mọi người, và trân châu ở cộng mình sẽ là trân châu dai chứ không phải trân châu mềm. Cho dù có trân châu hay không thì cái hương vị này nó vẫn rất đặc trưng, không thay đổi mọi người ơi. Không được mà, ý là nó hơi kỳ kỳ á. Nhưng mà em thấy cái mùi sầu riêng bỏ vô đây với trà nữa nó hơi bị nồng quá, là mình hơi khó chịu một xíu trong người. Đối với em như ban đầu á là em ấn tượng giống như lúc mà chị kêu luôn á, đã trà đào rồi còn sữa rồi còn sầu riêng. Hả? Em nghĩ là nó đang quá tham lam với cái hương vị á, kiểu như là mình uống một lần mà mình không thể chỉ định được mình đang uống cái gì á. Nên là nó bị hơi thắt não. Rồi nhưng mà mình uống cái ly hoành tráng hơn của này đi, cũng là sầu riêng. Đây sẽ là cốt dừa sầu riêng. Ừ, ở cộng rất là nổi tiếng với các loại cốt cốt dừa. Cốt dừa, ừ, cốt rồi. Dừa cốm xanh, cốt dừa cà phê, thì bây giờ mở ra loại là cốt dừa sầu riêng. Và ly cốt dừa sầu riêng này thì cũng có giá bằng với lại những ly cốt dừa bình thường ở cộng, nó sẽ trong 59.000. Ngon. Có lừa không? Thiệt. Không, uống lại ly này ngon. Gì kỳ vậy? Uống lâu lâu chút thấy nó ngon. Ly này mới ngon nè. Ly này ngon nha. Ly này mới đích thị là sự kết hợp hoàn hảo với sầu riêng. Như mình nói nha, dừa với sầu riêng thì hai cái nó đều béo béo. Nó đều béo béo. Ngon nha. Ôi chị. Rất là ngon nha. Ly này rất là hợp lý luôn á. Ngon đặc sắc luôn. Nếu có sự so sánh ở đây á, với cá nhân mình, với bản thân mình, khi mà uống thì mình sẽ cảm thấy cái này nó ra hương vị của cái mùa hơn. Nó bằng giá cốt dừa bình thường là 55-59 nghìn một ly. Các bạn nhân viên ở cộng rất dễ thương nha mọi người. Chính rất xác. Dễ thương luôn đấy, phải nói là một điểm cộng rất là lớn. Một điểm cộng nữa cho cái ly của cộng, thiết kế rất là đẹp, nhìn nó khác biệt hẳn so với những cái ly khác. Nhưng mà quán cộng cũng đẹp luôn. Đúng rồi. Ly uống ở lại vẫn đẹp và ly mang đi cũng rất là đẹp, rất ra chất cộng. Bây giờ em xin phép dắt chúng ta đến với thương hiệu có mặt cười Cheese Coffee. Tăng tăng. Một cái ly có cái tác dụng xả stress nha mọi người. Trời ơi, cái ly nó cũng cười kìa Khánh. Cái ly cái này nè. Ờ, cái ly cái gì? Tao làm gì? Tao làm gì mày? Tao ăn cái gì của mày chưa? Mày chửi tao. Mày kìa. Vâng, và sầu riêng lại tiếp tục được trở thành vedette trong một thương hiệu nữa. Với Cheese Coffee thì sầu riêng thay vì với dừa thì sầu riêng sẽ đi kèm với lại bơ và nếp. 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 Ly này có mức giá là 75.000. Cái mùi sầu riêng nó không bị gắt như là cái ly trà đào. Em thích sầu riêng vậy hơn, em thích đã sầu riêng là phải vồ vập dồn dã. Nhưng mà tại vì nó có bơ nên nó làm đầm cái mùi sầu riêng lại. Có bơ nên nó làm dịu đi hẳn cái mùi sầu riêng luôn. Và cái mùi sầu riêng như kiểu là một cái nhân vật cũ thôi, còn nhân vật chính trong ly nước này thì là bơ. Nhưng mà nói chung là uống thì vẫn rất là dễ uống. Nó không bị ngọt quá đâu mọi người, nó vừa có sự béo béo của bơ, mùi sầu riêng cũng thoang thoảng thôi nên là uống cũng rất là dễ uống. Lá nếp là lá dứa mọi người, và cái này nó có mùi lá dứa, tại em đọc tiếng Anh là pandan, và pandan nghĩa là lá dứa. Xin lỗi một lần nữa, mặt cười này quay ra với chị em mình đã hết cười lắm anh ơi. Đó chứ không phải là trong đây nó có nếp cẩm này gì, không phải xôi hay gì mà mình trộn lên mình ăn nha mọi người. Nắng chiếu lung linh hoa vàng, mình xin lỗi đẹp chưa. Ok, chấp nhận. Cái chị ăn là ba con. Giống chị Thái quá. Ngon hả? Giống chị Thái. Ăn cái thạch này đi Trang. Công nhận giống chị Thái. Đúng không? Thường chị Thái mình có sầu riêng. Mình có mấy cái thạch này luôn. Sầu riêng, sữa. Thửa đó rồi. Là có thêm cái mùi lá dứa vô tự nhiên nhớ liền tới chị. Ăn cái thái này. Tiếp theo mình sẽ đến với ngôi nhà cà phê Coffee House. Với hai món nước mà trong cái series là series thả thính. Cái series này là toàn là trà sữa thôi. Ý nó chính là mấy người yêu nhau thường mua trà sữa tặng nhau đó. Không nha, trà sữa. Đúng rồi á. Mặt lá trà chanh được không? Mặt trà chanh quá. Rồi hôm nay tụi mình có hai món, đó chính là trà sữa ô long nướng và hồng trà latte macchiato. Và những món nước theo mùa này của The Coffee House là được in lên sẵn trên ly của The Coffee House luôn. Thì rất là đầu tư về món nước mới này của mình luôn mọi người. Hơi béo quá. Nó hơi nồng cái mùi trà. Nó hơi đậm.
đặc, hơi đặc quá thôi chứ nó không béo, chị nghĩ nó không béo mà là cái hậu vị của nó hơi bị đậm á, uống xong rồi nhưng mà cái nguyên một cái vòng họng của các bạn vẫn sẽ còn cái dư vị nó lợ ấy. Tới cái người này mới đặc sắc nè, em thắc mắc nhất về cái này. Trà sữa nướng thì cái gì nướng? Hồng trà sữa ô long nướng. Người ta bỏ gì lên ta nướng? Trà sữa nướng. Ô long à, trà sữa ô long nướng. Trà sữa ô long nướng này vậy là nó nướng trong đây phải. Nó nướng cái trà mà vẫn là đậm vị. Nhưng mà tại vì chị là người thích uống những cái trà đậm nên là cái này chị uống được. Wow. Cái này khá là nhiều sữa mọi người. Đúng trà sữa luôn á. Rất thơm nha. Thơm, đúng chất của trà sữa nướng cái này được này. Em thấy là uống cái này nó vừa đậm vị rồi nha, nhưng mà còn một cái đặc sắc nữa mình không nghe từ cái ly này là cái hậu vị của nó. Đúng nó rồi. Hơi có mùi khói khói hướng nó hướng. Thơm thơm ấy. Đúng không? Em có thấy nó thơm không? Nó thơm, nó béo. Đúng rồi, nhưng mà mình cảm thấy là với hai cái ly này nếu mà để đem ra so sánh thì mình sẽ bóp cái ly này hơn. Chính xác. Rất đặc sắc luôn. Ô long trà sữa đậm đà, ngồi đây tính chuyện chung nhà luôn ha. Đi về. Đi thẳng, tao không thích cưới, tao thích quen chơi và tao đá đúng không? Không thích chung nhà, cưới là thích chung nhà. Ừ, tao thích đứa ở riêng đứa. Cưới vậy thôi, cứ vui vậy thôi. Mua hai cái chung cư ở đối diện, cần thì tối điện thoại qua, không cần thì thôi, không thích chung nhà là không. Đó là người ta sẽ nói như vậy đó. Hả? Còn riêng chị thì không đúng không? Không, riêng chị cưới lại ở trong nhà hạnh phúc. Thôi bồ, không cần, mà trà sữa là chắc chắn phải có một ly nha mọi người. Rồi, ly này ngon nha, chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt lại công tâm mà nói, bỏ qua những cái vấn đề rau riêng bên ngoài thì loại nước theo mùa, loại nước đặc biệt mà mình yêu thích nhất thì sẽ là phúc long. Với em thì em nghĩ là nếu mà nói về theo mùa nha, là cái sự đặc sắc và đúng mùa sẽ là cái tiêu chí em đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao em sẽ chọn cái ly này của cộng. Đang mùa sầu riêng thì mọi người dùng cái ly này là chuẩn đúng bài luôn. Riêng em thì em vẫn sẽ chọn uống Starbucks. Tại vì ngay luôn. Tại vì là ngoại xinh. Tại vì kể cho mọi người nghe, nó là 100 điểm về dịch vụ ấy, rất là chu đáo với khách hàng. Và những cái thức uống theo mùa nó thay đổi liên tục làm cho mình cảm giác rất là thích. Kiểu mỗi lần tới là sẽ có một lần đổi mới để mình được thử nhiều hơn. Ở lại VA nữa. Lại bắt đầu VA. Mọi người mình chỉ cần hỏi là cái nào đúng không? Đúng rồi. Tâm mà nói đi. Chính xác luôn. Hỏi đồng quan cái tâm giới thiệu ra hết nguyên menu. Trời ơi, chắc có cổ phần trong Starbucks hay sao á. Ok, và đó là những trải nghiệm của tụi mình về đặc chiến các loại nước theo mùa. Còn các bạn thì các bạn đã uống loại nước nào trước? Và các bạn thích loại nước ở brand nào nhất thì cũng hãy comment bên dưới tụi mình biết nha. Và bây giờ thì clip hết rồi. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Chef Channel nha. Bye bye.